Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục tuyên truyền nông thôn mới tỉnh Quảng Nam năm 2024. Thưa quý vị, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước vừa tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là xã thứ 14, xã cuối cùng của huyện Tiên Phước về đích xã nông thôn mới. Khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Lãnh chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Giai đoạn 2015 đến 2023, tổng nguồn lực xây dựng cơ bản trên địa bàn khoảng 81 tỷ đồng. Trong đó vốn xây dựng nông thôn mới hơn 30 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 3,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay hạ tầng xã Tiên Lãnh được đầu tư đồng bộ. Địa phương có hệ thống đường liên xã hơn 13 km, đảm bảo cứng hóa bê tông 100%, hơn 6,63 km đường thôn. Liên thôn được cứng bằng bê tông, khoảng 15 km đường ngõ xóm được tráng bê tông bằng phẳng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt hơn 254 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,22%. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, đến nay tăng lên hơn 47 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,88%, hộ cận nghèo 1,05%. Thôn 2 đạt 10 trên 10 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn 1 đạt 7 trên 10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã được công nhận một cụm, tổ đoàn kết số 4, số 5 của thôn 5, đạt chuẩn cụm nông thôn mới kiểu mẫu. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Tham gia tập huấn có 140 cán bộ là đại diện văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã và đại diện các thôn trong lộ trình đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2018 đến 2025 nhưng chưa có quyết định công nhận, cùng các thôn dự kiến đạt chuẩn sau năm 2025. Đại biểu được phổ biến nội dung liên quan trong chương trình nông thôn mới và bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai chương trình nông thôn mới thời gian đến, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện, rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới điều chỉnh, bổ sung của giai đoạn 2022 đến 2025. Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 4, đợt tập huấn lần này có sự tham dự của 560 học viên. Đây còn là dịp để cán bộ phụ trách nông thôn mới tại cơ sở thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua, công tác vận động, đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa được các địa phương triển khai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, toàn tỉnh có 384.446 trên 419.963 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 91,6%, tăng 0,8% so với năm 2022 tại buổi tọa đàm. Phòng Văn hóa, thông tin 18 huyện, thị xã, thành phố đã cùng tham luận các vấn đề về những kinh nghiệm trong xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa thời gian qua. Xây dựng thôn văn hóa gắn với xây dựng tiêu chí văn hóa, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới. Xây dựng thiết chế văn hóa gắn với xây dựng thôn văn hóa trên địa bàn huyện. Những giải pháp trong thời gian đến, xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu thôn văn hóa trên địa bàn huyện, kinh nghiệm và giải pháp thời gian đến. Những thuận lợi, khó khăn trong đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa trên địa bàn huyện, những giải pháp trong thời gian đến. Vào sáng ngày 18 tháng 5, xã Đại Thành, huyện Đại Lộc đã long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều giải pháp, Đại Thạnh đã huy động các nguồn lực đạt trên 114 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhân dân đóng góp là hơn 5 tỷ đồng. Đến nay, đường trục chính của xã, đường trục chính của thôn, đường làng, ngõ xóm được quy hoạch, xây dựng khang trang, sạch sẽ. Tỷ lệ đường xã được bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đã bê tông hóa 5,1 km, đạt 100%. Đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa 11,06 km, đạt tỷ lệ 100%. Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã Đại Thạnh đạt 47,89 triệu đồng một người trên năm,
tăng 16,3 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã là 29,66% thì đến cuối năm 2023 chỉ còn 2,73%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững ổn định. Thời gian tới, xã Đại Thạnh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, giữ vững, củng cố và phát triển thành quả đạt được, đồng thời đầu tư cho phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, trong những năm qua, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các tiêu chí ở ngưỡng đạt để phấn đấu xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Canh tác 6 sào lúa ở cánh đồng tổ 13 thôn Lý Trường, xã Bình Phú, trước đây để vận chuyển giống, phân bón, vật tư sản xuất vào ruộng hoặc vận chuyển lúa từ ruộng về nhà gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2023, được đầu tư vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công làm tuyến đường giao thông nội đồng dài hơn 520 mét, mặt đường bê tông kiên cố rộng 3,5 mét. Từ khi hoàn thành tuyến đường thì việc sản xuất của người dân được thuận lợi hơn. Thì nhà nước cũng quan tâm là coi như là được ưu tiên là làm cái tuyến đường này, bà con thì cũng gặt lúa rồi xây mái cà mái gạt rồi gặt lúa, cũng nhờ tuyến đường này xây làm cái đường bê tông này là cũng có cái dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Cùng với làm đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xã Bình Phú còn vận động nhân dân đồng thuận tham gia hoàn thiện từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhà văn hóa thôn Lý Trường được đầu tư xây dựng và hoàn thành trước năm 2017, tuy nhiên còn thiếu nhiều thiết chế. Trước thực trạng trên, địa phương đã vận động nhân dân tham gia ngày công, đóng góp kinh phí để hoàn thành sân, tường rào cổng ngõ. Năm 2023, Lý Trường được đầu tư 120 triệu đồng trang bị hệ thống Wi-Fi, TV, máy tính, máy in và các trang thiết bị phụ trợ khác để xây dựng mô hình thôn nông thôn mới thông minh. Nhà văn hóa thôn Lý Trường là trước đây là không có, là mượn cái ủy ban để tổ chức thực hiện. Và trong quá trình sau đó thì cũng có được sự hỗ trợ quan tâm của nhà nước, cấp trên. Và thôn thì cũng ra tuyên truyền vận động nhân dân để hiến đất và cũng như góp công, góp quả để cùng với nhà nước để xây dựng nhà văn hóa, để có cái điểm sinh hoạt cộng đồng của dân cư. Năm 2023, địa phương đã tập trung phân công cho tất cả các thành viên ban chỉ đạo bám sát những chỉ tiêu về tiêu chí nông thôn mới nâng cao đề ra. Từ đó thì cơ sở hạ tầng được đầu tư một cách đồng bộ. Năm 2023 thì đặc biệt hệ thống giao thông nội đồng thì tiếp tục đầu tư nâng cấp. Bên cạnh đó thì hệ thống điện chiếu sáng, rồi cảnh quan môi trường, đặc biệt cây xanh thì dọc những trục đường chính thì đã được đầu tư trồng mới và tạo ra một cảnh quan môi trường khang trang và so với những năm trước đây. Những cái việc làm như vậy thì thống kê đến cuối năm 2023 thì trong 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì địa phương đánh giá hiện đến bây giờ là đạt 19 trên 19 tiêu chí. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Bình Phú đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn mới của xã ngày càng được đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Điều đáng nói là việc chủ động tích cực của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới như hiến đất, tham gia ngày công làm đường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới khang trang. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn gửi sở ban ngành, hội đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực,
gây nhũng nhiễu tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý. Vào chiều ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp tại điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn như trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, IoT, tự động hóa. Và hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đã giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Đến tháng 12 năm 2023 đã có hơn 2 triệu hộ sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh, thành được đào tạo kỹ năng số. Gần 50.000 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và hàng nghìn giao dịch điện tử đã được thực hiện cho thấy hiệu quả bước đầu của công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công nghệ số cũng tham gia mạnh mẽ vào nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung đánh giá thực trạng, các điểm nghẽn về tình hình số hóa, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực tiễn và đề xuất giải pháp về số hóa nông nghiệp, chuyển nhanh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Kiến nghị một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã công nghệ tham gia thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số vướng mắc tồn tại như hạ tầng số trong nông nghiệp còn yếu, cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, thiếu nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tham gia chuyển đổi số còn hạn chế. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Quang tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Với 1.996 trên 2.445 phiếu được phát đến từng hộ gia đình, trả lời 9 câu hỏi về sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Điện Quang, hầu hết nhận được sự đồng tình cao, tỷ lệ 99,95%. Cá biệt, một số câu hỏi tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến không hài lòng, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như thu nhập khó khăn sau đại dịch COVID-19, thiếu việc làm, giá nông sản bấp bênh xuống thấp, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố mất an toàn như trộm cắp, đánh bài, tín dụng đen. Vì vậy, nhà nước cần hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn như điện, giao thông nội đồng, quan tâm hỗ trợ đầu ra cho nông sản, giúp nông dân có thu nhập ổn định, hỗ trợ hạ tầng các khu chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thực hiện kế hoạch số 973 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn đã đăng ký phát triển mới 11 sản phẩm OCOP trong năm nay. Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Điện Bàn, nhờ nỗ lực triển khai hiệu quả nhiều phần việc, đến cuối năm 2023 trên địa bàn thị xã có tổng cộng 34 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm 3 sản phẩm 4 sao và 31 sản phẩm 3 sao của 26 chủ thể. Trong đó, có 5 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 14 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 này thị xã Điện Bàn đăng ký phát triển mới 11 sản phẩm OCOP và đăng ký đánh giá lại 6 sản phẩm OCOP, đồng thời đăng ký một điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước còn lưu giữ được 8 ngôi làng cổ có tuổi đời trên 150 năm, là một trong 4 ngôi làng cổ của cả nước vinh dự được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2019 và được đại địa phương đang... Giữa cái nắng của ngày hè, có dịp đến làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, du khách sẽ được hòa mình vào không gian xanh mát của làng cổ này. Là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, làng Lộc Yên bao gồm quần thể những ngôi nhà cổ, ngõ đá rêu phong, bờ chè tàu và những vườn cây trái xanh mát.
trải qua thời gian, làng Lộc Yên được bảo tồn nguyên vẹn vẻ đẹp của thời gian và dấu ấn văn hóa đậm nét Trung Du ở xứ Quảng. Gia đình là rất là tự hào về được là lưu giữ lại cái ngôi nhà cổ do ông bà của mình để lại là đến đời nay là đời thứ năm, thế hệ thứ năm thừa kế rồi. Cho nên là ở nhà thì cũng cố gắng là trùng tu thêm, làm thêm để cho nó được giữ gìn lại trước mắt là cái nét cổ của cái ngôi nhà, rồi làm cho cái ngôi nhà là nó được khang trang hơn. Làng Lộc Yên có tổng diện tích tự nhiên 275 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 100 ha, 68 ha là vườn nhà, vườn đồi. Làng xóm nơi đây được xây dựng hòa quyện trong một không gian gồm những dãy ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại, những vườn tược tươi xanh tạo nên một cảnh quan thanh bình, yên ả. Trải qua năm tháng lịch sử, ngôi làng cổ kính này vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của đất và người xứ Tiên. Làng cổ trở thành điểm đến quen thuộc của du khách gần xa. Lần đầu tiên tôi đến rất là đẹp luôn, bởi vì là thứ nhất là không khí của núi rừng, rồi là cái cảnh ở đây rất là thanh bình, và đặc biệt là nhiều cái ngôi nhà không bị tàn phá qua chiến tranh. Đó là nó giữ được cái nét đẹp rất là lâu đời cổ kính. Khi du khách tìm đến tham quan ngày càng đông, nhiều hộ dân mạnh dạn liên kết với các công ty du lịch đầu tư xây dựng các homestay lưu trú. Đồng thời địa phương cũng tập huấn, hướng dẫn người dân khai thác các sản phẩm từ nhà vườn với những món đặc sản của xứ Tiên phục vụ du khách. Chỉnh trang cảnh quan rồi đầu tư cơ sở hạ tầng thì đều được lồng ghép để mà phục vụ cho công tác du lịch. Rồi trong đó thì công tác tập huấn hướng dẫn thì cũng được nhiều. Chúng tôi thường xuyên là tổ chức tập huấn hướng dẫn. Trong đó thì có đưa đi đến khu vực du lịch ở Hội An, rồi đi có cái địa bàn mà cũng tương đồng như mình, cũng du lịch cộng đồng tương đồng giống như của mình để cho người dân họ học tập. Chủ trương của tỉnh Quảng Nam là phát triển du lịch xanh, cho nên lợi thế của làng cổ Lộc Yên là dựa vào cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái làng cổ và văn hóa Trung Du xứ Quảng để xây dựng sản phẩm du lịch trong tương lai. Đây là tiền đề để huyện Tiên Phước hoạch định nhiều phương án, cơ chế hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Tập huấn rồi tuyên truyền cho người dân cái địa phương nâng cao cái ý thức về cái việc phát triển du lịch, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào nhân dân và người dân là chủ thể để làm du lịch. Cái thứ hai là phát huy các giá trị di sản của địa phương, phục hồi là các giá trị văn hóa, như là cũng đã xây dựng lại các phiên chợ quê, rồi tổ chức cái hội làng Lộc Yên, rồi tập huấn về cái bài trò cho địa phương để sắp đến đây có thêm những cái sản phẩm du lịch. Cái thứ ba, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án phát triển du lịch của hội đồng nhân dân huyện, trong đó thì sắp tới sẽ có định hướng đầu tư hỗ trợ cho xây dựng một số cái hạng mục công trình như là bến xe, rồi điện chiếu sáng ra cái khu làng cổ. Hiện nay, địa phương cũng đã thành lập hợp tác xã du lịch làng Lộc Yên với 23 thành viên, hoạt động trên 6 tổ nhóm lĩnh vực liên quan đến phát triển du lịch tại làng cổ. Việc thành lập hợp tác xã nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng. Qua đó góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi thiên nhiên, bản sắc văn hóa của người dân, không gian làng cổ hướng tới phát triển du lịch bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương mục tuyên truyền nông thôn mới tỉnh Quảng Nam. Chương trình do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.